Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là 21/1/2018, Đỗ Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị bộ sập thờ mai điểu bằng gỗ vụ tam cấp và một ngai thờ bằng gỗ vụ. Và bộ tác phẩm trên đã có chủ nhân, đó chính là anh Hưng, anh ở Thái Bình. Hôm trước thì anh đã về ký nhận phần mộc bộ sập thờ mai điểu hàng VIP này. Đỗ Thành Luân tôi đã hoàn thiện xong phần việc đi cuối cùng, chuẩn bị bốc hàng lên xe và đi bàn giao cho anh Hưng ở Thái Bình. Có thể thấy được sập thờ đẳng cấp này được Đỗ Thành Luân chúng tôi là làm rất chi là đỉnh cao. Kích thước thì là ngang 2m17 và chiều sâu 1m55, và cái cấp thứ hai là cao 20 phân và cấp trên là cao 15 phân. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc sập thờ mai điểu hàng VIP này. Cái phần dạ liền này chúng tôi là đục liền luôn, dạ dày 8 phân đục liền, đục chạm thủ công 100%, đục tích mai điểu rất chi là kỹ. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được sở hữu bộ sản phẩm đẳng cấp này. Chân 24. Đây là phần dạ ngang thì tôi là đục dày đúng như dạ tiền, đục chặt rất tinh xảo. Bác xem cái gì đấy? Cấp trên và phía trên cùng là một chiếc ngai thờ bằng gỗ vụn rất chi là đẹp. Phía bên cạnh đây là một chiếc sập thờ, bộ sập thờ Tú Linh Nghe Chầu bằng gỗ vụ, chúng tôi cũng đang hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Hưởng Đông Anh Hà Nội. Và trong cái tháng đầu tháng 12 này thì chúng tôi giao tầm khoảng 15 đến 16 chiếc sập thờ Tú Linh này, sập thờ Tú Linh và mai điểu. Như hai chiếc này nữa là chúng tôi là tròn 10 chiếc từ đầu tháng giờ chúng tôi có đặt ra. Chúng tôi cũng còn rất nhiều các cái đơn đặt hàng bộ các cái bộ sập thờ này rất chi là đẹp và đỉnh cao. Các khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp thành lần tôi hoặc có thể về trực tiếp tại cơ sở chúng tôi làm tại đầu làng Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi ở số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Lạc Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và riêng anh Hưng, anh còn một chiếc bàn cơm và bộ cửa võng hoành phi câu đối vẫn còn rất nhiều. Ở đây là chiếc cuốn thư của anh. Đây cuốn thư của anh. Và đây là bộ hoành phi. Hoành phi này của khách hàng Thường Tín. Rất nhiều các sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao đây. Không nhớ. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn khách. Xin kính chúc toàn thể quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào quý khách trong những video clip sau.